Chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ạ. Hôm nay em có về được Phò Tứ Quý với Tùng La Hán với Tùng Kim Cương với Tùng Đài Loan với Nguyệt Quế với Kim Quýt xin được giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Em tên Xuyên em ở thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang ạ. Số điện thoại của em là 0985 860 647. Rồi để em vô cây số 1 là phôi Mai Tứ Quý cô chú anh chị. Phôi này cốt cành người ta có cắt giật hai nhịp cô chú anh chị. Chiều cao nó được 1m2 ạ. Đế đều bốn mặt luôn ạ. Hoành cái bệ đế nó được 74 ạ. Eo nó em đo vị trí này được 35 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái này cô chú anh chị về ghép cũng được mà để cây zin nó cũng được. Này người ta có gút cốt hai nhịp rồi ạ. Bệ đế nó đều luôn ạ. Mai tứ phôi Mai tứ quý ạ. Mã số 1 phôi Mai tứ quý này em giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu ạ. Em bao xếp toàn quá ạ. Rồi em tới mã số 2 là Tùng La Hán ạ. Tùng La Hán này thuần chậu cô chú anh chị. Cây này nó già cây lắm ạ. Nằm chậu cũng lâu năm lắm ạ. Chiều cao được 125 ạ. Tán ngang là 90 ạ. Nèo nó em đo được 27 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này già cây lắm cô chú anh chị, nằm chậu cả chục năm ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 2 phôi Tùng La Hán này em giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu rưỡi ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. Đường thân nó lắc giăng long luôn cô chú anh chị, từ gốc tới ngọn ạ. Mã số 2 phôi Tùng này em giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu rưỡi ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. Rồi em tới mã số 3 là phôi Nguyệt Quế. Quế này người ta có vô hai nước nhôm mà cây thừng bồn cô chú anh chị. Quế lá xoắn bông chùm ạ. Cây người ta nuôi trên bồn thừng cô chú anh chị. Chiều cao nó được 40 ạ. Tán ngang 75 ạ. Và neo nó được 35 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái này thuần cô chú anh chị. Mã số 3 phôi Nguyệt Quế này em giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. Trên này trên cái thẹo đầu nó bị sam tí chỗ này cô chú anh chị. Còn dưới gốc không có bị gì ạ. Nó bị đây ạ. Cái chỗ này nó bị miếng đây dưới này không có cô chú anh chị. Hồi xưa anh ta chị vận chuyển nó bị dập chỗ này ạ. Dưới này là không có bị lỗ ạ. Mã số 3 phôi Nguyệt Quế này em giao lưu cô chú anh chị 2 triệu ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. Rồi em tới mã số 4 cũng là Nguyệt Quế ạ. Quế này thần chậu cô chú anh chị. Cây này người ta có vô được hai nước nhôm ạ. Cốt cành đồ lụng lực ạ. Cây này không có bị hư lũa gì ạ. Chiều cao nó được 60 ạ. Tán ngang là 1m3 ạ. Hoành sát cái củ đế nó được 60 ạ. Em đo trên này nó được 50 ạ. Hoành cái cốt nó được 17 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Mấy cái này sẹo sẹo đầu rồi cũng kéo mạnh lắm cô chú anh chị. Mấm hết ạ. Củ nở lắm ạ. Hai cặp cốt nó 17 hoành cô chú anh chị. Sẹo đầu nó cũng kéo
mấm hết cô chú anh chị. Rồi cái sẹo đầu nó kéo dung một khúc luôn cô chú anh chị. Ở đây sẹo mặt cắt cũng đang kéo mạnh luôn ạ. Mã số 4 Nguyệt Quế này em giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu rưỡi ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. Em tới mã số 5 ạ. Mã số 5 là Tùng La Hán ạ. Cây này cũng dáng long luôn cô chú anh chị, già thường chậu ạ. Chiều cao được 1m3 ạ. Tán ngang là 135 ạ. Vành eo nó được 30 ạ. Vành cái cốt nó được 12 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cây này nằm chậu cũng lâu năm cô chú anh chị, già cây lắm ạ. Đường thân nó lắc từ gốc tới ngọn ạ. Mã số 5 Tùng La Hán này em giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. Em tới mã số 6 là Tùng Đài Loan ạ. Tùng Đài Loan trái cô chú anh chị. Cái này thuần chậu ạ. Chiều cao được 95 ạ. Tán ngang 90 ạ. Eo nó âm đo vị trí này được 35 ạ. Rồi cô chú tham khảo ạ. Cây này nó có lũa mà lâu năm mà cô chú anh chị. Đây sẹo đây kéo múm mà đây nó. Còn như này nó có lũa đây mà lâu năm mà cô chú anh chị. Lũa mà kéo múm hết à, tới đây là hết à. Lũa lâu năm mà cô chú anh chị. Này Tùng Đài Loan loại có trái nha cô chú anh chị, thuần chậu à. Mã số 6 Tùng Đài Loan này em giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu ạ. À. Em bao xếp toàn quốc ạ. À. Này em không có xếp chậu ạ. Em tới mã số 7 à, này Tùng La Hán ghép Tùng Kim Cương ạ. À. Này thần chậu cô chú anh chị, người ta nuôi trong chậu không ạ. À. Ta có giặt được hai nước nhôm ạ. Chiều cao nó được 50 ạ. À. Tán ngang 35 ạ. À. Vành eo nó được 20 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này Tùng La Hán ghép Tùng Kim Cương ạ. Cái này thuần chậu cô chú anh chị. Nó bị lũa mà lũa lâu năm mà cô chú anh chị, kéo mấm hai bên hết ạ. Lũa cũng lâu đời lắm ạ. Mã số 7 phôi Tùng La Hán ghép Tùng Kim Cương này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 8 ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu cô chú anh chị. Rồi em tới mã số 8 ạ. Này là Tùng La Hán ghép Tùng Kim Cương ạ. Cây này dáng long cô chú anh chị. Lắc lượng từ gốc tới ngọn luôn ạ. Cái này người ta vô hai nước nhôm thường chậu ạ. Chiều cao nó được 105 ạ. Tán ngang là 1m1 ạ. Quan sát cái củ đế nó được 54 ạ. Còn eo trên này được 40 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này Tùng La Hán ghép Tùng Kim Cương cô chú anh chị. Cây này nó ghép tầm cũng 3 năm rồi ạ.
Này người ta có vô được hai nước nhôm cô chú anh chị. Cây này thường trậu ạ. Cây này không có bị hư lỗi cô chú anh chị, có cái sẹo sẹo lâu lâu đời kéo còn tí nè cô chú anh chị. Mấy sẹo mặt cắt là kéo mạnh hết ạ. Mã số 8 Tùng La Hán ghép Tùng Kim Cương này em giao lưu của chú anh chị là 13 triệu ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. Em tới mã số 9 này là Tùng La Hán ạ. Này loại La Hán trái nha cô chú anh chị. La Hán này loại có trái ạ. Chiều cao nó được 90 ạ. Tán ngang nó là 1,4 m ạ. Và neo nó được 45 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái này thuần chậu cô chú anh chị. Này Tùng La Hán quả cô chú anh chị. Này sẹo đầu nó người ta nuôi cũng lâu năm rồi, cái này người ta vô được hai nước nhôm mà cô chú anh chị. Mã số mã số 9 phôi Tùng La Hán này em giao lưu cô chú anh chị là 11 triệu ạ. À. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. À. Rồi em tới mã số 10 là Tùng Đài ghép Tùng Kim Cương ạ. Cái này thuần chậu của chú anh chị. Chiều cao được 80 ạ. Tán ngang là 1 m ạ. Và neo nó được 9 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái này người ta ghép cũng lâu năm lắm rồi cô chú anh chị, thuần chậu mã số 10 Tùng Đài Loan ghép Tùng Kim Cương này em giao lưu cô chú anh chị 2 triệu ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu em tới mã số 11 ạ. Tùng La Hán cô chú anh chị. Cái này cũng thuần chậu ạ. Cái này cũng dáng bay cô chú anh chị. Chiều cao nó được 60 ạ. Tán ngang là 90 ạ. Vậy đế của nó là được 63 ạ. Eo nó được 21 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này Tùng La Hán cô chú anh chị. Cây này thuần chậu ạ. Cây này nó có bị lũa lâu năm đây cô chú anh chị. Nó lũa lâu lâu đời lắm ạ. Mã số 11 phôi Tùng La Hán này em giao lưu cô chú anh chị 2 triệu rưỡi ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu ạ. Em tới mã số 2 12 ạ. À, Tùng La Hán ghép Tùng Kim Cương ạ. À. Chiều cao được 30 ạ. À. Tán ngang là 40 ạ. À. Cây này cũng thuần chậu, nằm chậu lâu năm cô chú anh chị. Hoành của nó được 13 ạ. À. Mời cô chú tham khảo này dạng mini để bàn cô chú anh chị. Mã số 12 Tùng La Hán ghép Tùng Kim Cương này em giao lưu của chú anh chị là 1 triệu ạ. À. Em bao xếp toàn quốc ạ. À. Này nhỏ mà hàng nhỏ này ít có lắm cô chú anh chị. Hàng mini để bàn ạ. À. Rồi em tới mã số 13 là Kim Quýt ạ. À. Quýt này thần chậu ạ. À. Chiều cao được 43 ạ. À. Tán ngang 45 ạ. À. Quái của chú anh chị. Bể đế nó là 41 ạ. À. Eo nó là 10 16 ạ.
thoát thân bộ rễ nó là được 30 35 à. Mời cô chú tham khảo à. Này người ta có vô nhôm mà người ta cắt giật lại cô chú anh chị. Mã số 13. Kim quýt này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 8 à. Em bao xếp toàn quá cả. Quái lắm cô chú anh chị. Mã số 13 cũng là phôi cuối clip của em ạ. À. Chào cô chú anh chị ạ. À. Cảm ơn cô chú anh chị ạ. À.